Hiền Hồ hé lộ dự án âm nhạc mới sau một năm vướng ồn ào tình cảm. Sau một năm vướng ồn ào tình ái, Hiền Hồ dục dịch tái xuất, phát ngôn đầy ẩn ý trên trang cá nhân khiến dân mạng quan tâm. Sau gần một năm vướng scandal tình ái, Hiền Hồ thỉnh thoảng vẫn tham gia hoạt động ca hát nhưng chưa có nhiều dấu ấn. Cô sống kín tiếng hơn trước, chủ yếu cập nhật hình ảnh đi diễn cùng đồng nghiệp và ảnh đi du lịch. Mới đây, trên trang cá nhân, Hiền Hồ bất ngờ chia sẻ một bức ảnh bãi rác kèm dòng trạng thái người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn. Chính vì bức ảnh và dòng trạng thái có phần khó hiểu này, nhiều khán giả bắt đầu đồn đoán sự trở lại của giọng ca gặp nhưng không ở lại. Trao đổi nhanh với Hiền Hồ, cô cho biết bản thân luôn theo dõi và xem gần hết các phản hồi của công chúng. Tôi đọc hết các bình luận của khán giả đấy chứ và tôi thật sự cảm ơn sự trông ngóng, tin tưởng mà các bạn đã dành cho mình. Thời gian qua, tôi đã tập trung và suy nghĩ rất nhiều. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc là đam mê, là một phần cuộc sống của cô. Hiền Hồ khẳng định bản thân gần như không thể sống nếu thiếu âm nhạc. Người đẹp cũng bộc bạch chính những lời động viên, trông ngóng của khán giả đã trở thành nguồn động lực thôi thúc cô quyết định phải làm cái gì đó cho đam mê của mình. Hiền Hồ cho hay, tấm ảnh mới đây chính là kết quả mà thời gian qua tôi đã tập trung hết tâm huyết để thực hiện. Trong sản phẩm mới này, với bản thân tôi đó là một sự lột xác thật sự. Cô bày tỏ bản thân đã rất cố gắng và hết lòng trao chuốt cho đứa con tinh thần mới từ hình ảnh, giai điệu đến ca từ. Ca sĩ rồi người thương cũng hóa người dưng nói thêm, tất nhiên, có quá nhiều sự mong ngóng như vậy thì tôi không thể làm sơ sài được. Bứt phá như thế nào thì các bạn cố gắng chờ tôi đến ngày 23 tháng 2 nha. Được biết, dòng trạng thái người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn là tên một ca khúc mới của Châu Đăng Khoa sẽ được Hiền Hồ phát hành vào ngày 23 tháng 2. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.